Thưa quý vị, đợt dịch bùng phát ở Hải Dương bắt đầu từ ngày 28 tháng 1 và sau 20 ngày, dù tất cả các huyện, thị xã, thành phố khác của tỉnh Hải Dương đều ghi nhận ca nhiễm COVID-19, huyện Thanh Miện của tỉnh Hải Dương vẫn đứng vững, không có ca mắc COVID-19. Nhưng ngày hôm qua, huyện này đã có ca mắc COVID-19 đầu tiên. Như vậy, 12 trên 12 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương đều ghi nhận có ca mắc COVID-19. Ngày 17 tháng 2, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện đang có 5 ổ dịch lớn gồm Chí Linh, Cẩm Giàng, Kinh Môn, Nam Sách và ổ dịch mới tại thành phố Hải Dương. Toàn tỉnh tính đến ngày 17 tháng 2 ghi nhận tổng cộng 539 ca bệnh, tăng 40 ca. Theo nhận định của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, ổ dịch mới tại thành phố Hải Dương có tính chất phức tạp bởi thời gian ủ bệnh đã lâu nên các F0 tiếp xúc với nhiều người. Việc truy vết cũng đang gặp khó khăn do vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Vì vậy, ổ dịch này được đánh giá có tính chất phức tạp còn hơn ở huyện Cẩm Giàng, là nơi tập trung hàng chục ngàn công nhân lao động. Đến nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Dương đã phải thiết lập 11 vùng phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Chưa bao giờ chúng ta ghi nhận những ổ dịch lớn tới như thế này. Cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận lo lắng về tình hình dịch, đồng thời cầu mong Hải Dương sớm dập dịch. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Có khi nào trong dòng người tấp nập, ta vô tình va vào chú F0? Có khi nào giữa dòng người mênh mông, ta vô tình đâm vào ông F1? Mong Hải Dương nhận được sự hỗ trợ của cả nước để đẩy nhanh tốc độ làm xét nghiệm mới nhanh chóng dập dịch thành công. Rất cần những biện pháp quyết liệt, đồng bộ trong phòng chống để ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng. Hải Dương ơi, cố lên! Mong toàn thể nhân dân trong tỉnh nghiêm túc chấp hành để chúng ta khống chế dịch thành công. Tôi là người dân ở Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương. Theo tôi, chính quyền nên bỏ mục tiêu kép, chỉ tập trung dập dịch vì biến thể lần này lan quá nhanh. Chúng ta cứ nhìn vào kết quả thời gian vừa qua thì sẽ thấy cách ly và dừng hoạt động công ty xí nghiệp 20 ngày trên toàn huyện Cẩm Giàng để dập dịch triệt để. Theo công văn mới nhất của tỉnh là cách ly toàn tỉnh, nhưng công ty vẫn đi làm thì rất nguy hiểm và lan man có thể kéo dài đến giữa năm thì thiệt hại sẽ lớn hơn nhiều. Cách ly là tốt rồi, nhưng nếu người dân không ý thức